Hello người đẹp. Dạ. Tại sao giờ nhất định phải có ngôi sao vậy? Tại sao nhất chọn cái gì cũng chọn mà nhất định phải chọn ngôi sao? Anh không hiểu. À, ví dụ như là con cá ké, con coi như là con cá lóc hay là gì đó, đúng không? Nhưng sao lại ngôi sao? Không biết luôn. Không hiểu. Rồi chúng ta nói cô chú mình đi đâu? Mình đi đi để làm gì? Tại sao con không có biết đâu? Ủa vậy chứ cái này là gì? Không biết nữa. Bởi nó tại vì ba đã đi á, cần phải đi qua cho bà nội, đưa đồ ăn cho bà nội. Em đi ỉa luôn. Trời nọt nọt nọt, hello nội. Người đẹp quá. Hello nội. Cưng quá mày. Má đẻ đây. Má đẻ đây. Má nói xin mày đó. Ừ. Hả? Ok. Đẻ đi. Ok, làm dữ vậy hả? Hả? Đi đi. Ok. Đi đi. Coi. Lẹ lẹ nha. Cái ở Việt Nam mình thường thường nói có câu nói là chạy xúc quần á. Lúc nhỏ mình hoàn toàn không hiểu chuyện đó làm sao xảy ra được, nhưng mà có thiệt cái gì đó. Nãy giờ em chơi em chạy rồi em kéo quần lên, chạy em kéo quần lên không à. Còn tới kia thì nó chạy cong đuôi luôn. Đây là hột lựu nha quý vị, không biết là bao nhiêu trái nữa mà ra được còn nhiêu đó đó. Nhìn thấy anh. Nói chung là một thùng ở ngoài Costco. Một thùng ngoài Costco, wow. Đó, anh nên ép ra thì còn có nhiêu đây không à? Trời. Wow. Lên coi nè. Để mời. Trời ơi, lộn cái hột lựu đó. Nó có cái chất lột. Mày lướt tay nó văng lên mặt mũi tèm nhem hết trơn. Trời ơi, Trúc Linh. Anh lấy tay đi của Trúc Linh chưa? Chưa. Em bỏ mấy hộp vô cái ống to bơm mà bơm thuốc á. Em bỏ mấy hộp vô thôi, em bớt đi nước uống. Trời. Nó còn dư thuốc. Dạ đúng rồi. Nó nhiều chưa? Ôi ôi. Trúc Linh ơi, you wanna see Trúc Linh? Cái này gọi là nước ép lựu nha. Trời, ui trời, là biết nghe chưa? Ừ. À, sẵn đây mình hỏi mọi người luôn là ăn lựu mình nhả hột hay mình nuốt hột? Nuốt hột. Có người ăn lựu nhả hột mà có người ăn lựu nuốt hột. Cái hột nó đâu có gì đâu mà nhả nhai cái mất tiêu rồi. Đây có nhiều người nhả lắm. Đó là mình biết chắc luôn á. Xưa là nhả hột, nhả lỗ này luôn đi. Ta lỗ hết trơn, còn gì đó thằng biết. Nó đâu còn gì đâu, mình nhai cái rồi nó mất tiêu rồi, đâu có gì đâu. Nhưng mà anh nói em là bây giờ ăn dưa hấu, nhả hột hay là nuốt hột? Ok, ăn dưa hấu. Ăn đâu? Thanh long anh nhả hột hay nuốt hột? Ăn thanh long, thanh long là gì vậy? Thanh long quá chứ thanh long quá. Chứ thanh long. Trái nội hay ăn đó. Nghĩ sao đố, đố ăn dưa hấu, nhả hột hay nuốt hột? Dạ anh ăn dưa hấu, anh nhả hột hay nuốt hột? Anh đang quên cái trái thanh long là cái trái nào rồi nè. Cái trái mà hột như hột mè đó, hột như hột mè đó. Ồ ồ ồ, cái đó thì ăn nuốt hột. Đúng anh rồi. Nhả hột chứ. Đâu có, nhưng mà dưa hấu là anh ăn anh nuốt hột luôn. Ai? Dưa hấu. Ai ăn nuốt hột? Anh.
có mình ăn đâu. Trời ơi, cái hộp dưa hấu cũng là cái tốt mà dạ. Ấy thì nó ỉa bón quá. Anh không có bón, anh coi như là nhai nó, hồi vô trong nó không còn cái gì để mà bón hết trơn á. Coi. Ừ, nó muốn mọc cây trong nó cũng không có nữa, lại nó mọc nữa dạ. Không dạ, ăn dưa hấu người ta phải nuốt hột luôn. Cái chất bổ của nó dạ. Vậy em ăn apple em gọt vỏ hay để vỏ? Có người ăn gọt, có người để vỏ. Cái chất coi như là quan trọng và bổ dưỡng nhất của trái apple chứ là cái vỏ apple đó dạ. Không, như apple em ăn em để vỏ. Em rửa sạch rồi em cạn luôn. Đúng rồi. Không, apple phải rửa sạch sạch nha, ngâm với tập trung sâu là hay gì đó, tiêu sâu. Dạ. Hôm nay cũng tiêu sâu. Đó chứ. Coi. Làm hết trơn, còn cái miếng cuối cùng còn miếng. Wow, đầy một thao luôn kìa. Ngon luôn. Một lộ hôm nay là như gần 23 đồng. Wow. Đó. Đó, ngon. Mua một ly nước không? Ừ. Đây sẽ nó lợn cận kìa. Ngồi ép mà. Wow, không còn một miếng luôn. Nước gì đó không còn ở trong này luôn. Ghê ha. Yes. Yes. Dàn cà phê của mình đã được là di dời qua bên này. Ừ. Cái máy pha cà phê luôn. Máy pha cà phê này bữa mình mua nhiêu thanh? 700 đúng không? Ừ. Có người mua cái máy cà phê 6.000 đó nha. Ừ. Bớt rồi còn 2 nha. Cái máy cà phê giờ mở không khỏi quán cà phê luôn. Cái máy đó của đo của cái gì đó Starbucks bộ. Cái máy đó là máy của Starbucks. Chơi vậy mà chơi được. Trời, ta bận vừa y thấy chưa? Ta thua mày luôn. Ta thua mày luôn. Hả? Mày chơi cái trò chi chứ? Hả? Ba. Hả? Có một bông luôn. Cái đó là cái áo của Trúc Linh đó quý vị. Không phải. Cái áo này tháng của Trúc Linh mà. Không phải. Cái áo này tháng của Trúc Linh đúng không vậy? Đúng không? Đẹp không? Trúc Linh ăn cái gì? Đẹp nè. Đẹp. Trúc Linh ăn cái gì? Ăn cơm rồi. Ăn cơm kỳ vậy. Nó đi nó đạp cái đó mà vợ. Nó đi nó đạp cái đó của nó mà. Dạ. Bữa nay chị Thanh muốn set up nguyên một cái bàn cà phê. Đó. Cái máy cà phê này nhà mình đã mua hồi cũng cách đây một năm. Bây giờ là đầu tư thêm tất cả các loại cà phê. Rồi phải sắp xếp trang trí ra. Mỗi buổi sáng chị Thanh dậy, chị Thanh sẽ pha cà phê cho mỗi người uống nha. Giỏi. Ta nói yes. Sáng sớm pha ba loại cà phê khác đó. Ừ. Ủa, mày pha ra loại khác hả? Mỗi người một loại khác hà là mỗi ngày phải một mùi vị khác nhau. Không phải là phải mỗi ngày thay hết. Mẹ uống mỗi ngày giống là mẹ ngán thì không có được. Còn mấy Thanh á thì ý với Thanh chị khác nghe nè. Còn bé á là uống là phải có sữa với lại sữa bò hoặc là sữa mấy mua cà nhiều cho nó ngọt béo đó. Bây giờ chị Thanh đầu tư nè, không tất cả còn là cà phê mà cái này có mình nó kia có mình nó hiểu mà không ai biết loại gì ở mức đại thì cà phê nè cái hạt
Ủa Thanh, cái đồ mà nó xay sẵn vẫn bỏ vô đây làm được hả? Được, vẫn bỏ vô được. Còn tên vô rồi phải gì còn phải gì. Xong rồi đầu tư quay mô cà đi có phải không? Nhìn đẹp ha. Với lại mới mua cái cây này nè, Thanh mới mua để đánh cho nó lên bọt á, nó thơm đó. Rồi đó. Và đây là collagen nấm xăm ba loại, anh chị nào cần cứ liên lạc với Thanh. Chưa biết nữa không Thanh, xăm cứ 1000 ly giống không để bên nữa. Ê, để uống, mình đem mai mình làm cho Thanh ấy, bỏ chi. Thì mình nhìn lên là đổi dinh hết. Không, vàng à, ống hút với vàng ly nữa, để cái bên nữa, nhìn nó mới đúng máy lắm mình. Dạ. Nhưng mà nguyên cái máy cà phê đó đó, cái trị giá của máy cà phê đó nó xì lắm nha. Nó có giá trị là biết nhờ gì không? Cái máy của anh ngoài sau kìa. Dạ. Đó, cái grow tent á. Ừ, đó, nó đẹp là nhờ có cái đó đó dạ. Bây giờ cái máy này nó không còn là 700 đô nữa mà nó là 2000 đô đó dạ. Là nhờ cái ngoài sau đó. Yes. Okay. Ok. Con uống nước lựu không? Con uống nước lựu không? So, bây giờ là mình có đầy đủ cà phê các loại từ Việt Nam sang Mỹ. Yes. Mình không biết loại gì là loại gì hết. Cái này phải dán bằng cái kiểu kia chứ còn cái này thì quay lên khó thấy. Nhưng mà người pha cà phê thì sẽ thấy hết. Okay. Dạ đây là muối nha, yes. Không phải đường nha. Đường xuất xác, xuất xác, bỏ đường ngay. Thì mày ghi vô chữ muối bự bự lên. Đi tiếng Việt á, cũng như chữ mờ thôi, chữ muối bự. Không có đường, mày kiếm luôn. Không uống đường đâu mẹ, kiếm cái gì sữa bò đủ rồi. Sữa bò đủ rồi. Yes. And then buổi sáng thì cà phê, buổi trưa hoặc buổi chiều thì làm mấy cái này. Đó. Hai okay. Cái nước đơn giản, sáng nào cũng hay xin hết. Còn bạn này thì espresso. Còn Hà là mỗi ngày ăn món. Của Hà có ba loại. Mỗi ngày một món nha quý vị. Cảm rồi Hà uống được hả? Espresso nặng quá hả? Không, mẹ uống cái đó nhưng mà uống hoài thì bị ngán. Bởi vậy mẹ phải cần thay đổi. Okay. Đề nghị làm xong nhớ chuồng rửa sạch sẽ nha. Giờ cái này mai cho nó hết phải không? Mẹ, ê, không mai không dồn cái này hết thì thôi, đi. Thôi, ghét cho nó lên. À. Ăn nát đó. Thôi, mẹ đây là bộ. Tao uống. Đó. Sao các bạn em thấy là nó chưa có bụi xung. Ok. Đẹp. Đẹp đẽ, đẹp đẽ. Sao nó thấy cái con này là nó sexy rồi. Yep. Cái này mình setting nó quan trọng lắm nha quý vị. Cái setting của cái máy này đối với mình xài tốt nhất là ở số 12. Đúng không? Ở trong đây á, còn có cái setting ở trong này nữa. Dở cái miếng này lên. Dở cái miếng này lên. Ở trong đó sẽ có một cái setting của tụi nó trong đó nữa. Hình như là số 6 nếu mà mình nhớ không lầm. Đấy, khá dở nguyên cả cái này lên luôn. Ở trong đó có cái setting ở trong đó nữa. Đấy. Và chỗ này thì là mình muốn cà phê nó rớt xuống đó nhiều hay ít thôi. Còn cái bột cà phê rớt xuống nhiều hay ít thôi. Cái này thì cho cái cà phê nó xay mịn cỡ nào. Đó là chỗ này. Khi mà mình làm espresso đó thì cái kim này nhất định nó phải vô chính giữa. Nằm chính giữa thì mới ra cái bột cà phê để thoát. Không có gì hết. Đây mình muốn cái trọng lượng cà phê như là 1 cup hay là 2 cup. Programming mình chưa bao giờ sử dụng hết, không biết nó làm gì hết, cái menu để đâu rồi, không rành, không biết. Bên đây là cái này nó nóng ghê lắm, nó nóng phỏng tay luôn chứ không có giỡn luôn. Chưa bao giờ xài máy này bao nhiêu hết, để ra cho có thôi, cũng không có xài. Vậy. Rồi, ở ngoài sau này á, là cái chỗ mình bỏ nước vô nha quý vị. Thì có một số người hỏi mình cái chỗ để nước ở đâu là ở ngoài sau này. Cái này dở nó lên, bỏ nước vô. Mình cũng thường rửa cái trong này lắm, rất là thường rửa cái này. Và trong đó nó cũng có một cái filter nữa đã được gỡ ra. Ok. Thì đó là ngoài sau, bỏ nước vô nha quý vị.
Và không quên mấy cái này nha quý vị. Buổi sáng cà phê, buổi chiều thì collagen, nấm linh chi, rồi sâm. Đó. Mình kết cái máy này của mình, cái grow farmer spider. Rồi cái này là sáng sớm chưa có tới 6 giờ sáng nha quý vị. Thanh đang làm cà phê để đem đi nè. Hay. Rồi xong. Nè, cứ vậy đi, anh quay tay em thôi. Rồi cái ly là cái ly cuối cùng đặc biệt của em Thanh đây quý vị. Mình cũng không biết là cái ly này gọi là cái ly gì nữa. Ice caramel macchiato with milk foam. Yes. Ha, y chang như là ở ngoài mua đây nè. Okay. Y chang ở ngoài mua luôn. Còn... chị anh mà thấy một cái là thèm. Yes, thấy một cái là thèm liền luôn. Em nên mở quán cà phê bán rồi. Yes. Em mở quán nước. Cái gì mà cái gì mà thuộc về là nước là em ưa nghiên cứu mấy cái này lắm. Đó. Đây, trên bàn cà phê bàn nè, cà phê 1 2 3 ly. 4 ly bên ly nhỏ bên kia nữa là của Tuyết. Okay, anh em cái ly trà, trà này là trà Âu Long. Mua bên Việt Nam qua đây. Không phải trà Âu Long hả? Trà Lài hả? Trà Lài. Còn cái bịch trà Âu Long gì cái đi kiếm gì nữa khác. Ồ vậy đó hả? Ồ sao nói là trà Lài nhưng mà cái hiệu Âu Long hả? Trà Lài. Trà Lài hả? Chứ còn bữa hôm kiếm trà là Âu Long là trà gì không biết. Không có kiếm trà Âu Long, em kiếm trà. Ồ, kiếm trà thôi, ok, cho trà Lài. Ngon, khách sảy nha. Rồi, thôi xin cảm ơn tất cả quý anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Và bán chúc quý anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu.